Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Trận lũ lụt nào kinh hoàng và chết chóc nhất trong lịch sử loài người? Trận lũ lụt ở Trung Quốc năm 1931 ước tính đã gây thiệt mạng từ 1 triệu đến 4 triệu người, phần lớn là do đói và bệnh tật. Đây được coi là một trong những trận lũ lụt khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Lũ sông Hoàng Hà, Trung Quốc năm 1887. Ngoài trận lụt năm 1938 do chính phủ Trung Quốc cố tình gây ra, trước đó sông Hoàng Hà đã chứng kiến một trận lũ lụt thậm chí còn lớn hơn vào ngày 28 tháng 9 năm 1887. Người ta ước tính trận lũ lụt đã giết chết từ 900.000 đến 2 triệu người, khoảng 2 triệu người mất nhà cửa, các vùng đất nông nghiệp và một số thị trấn nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. Không có gì ngạc nhiên khi sông Hoàng Hà được đặt biệt danh là nỗi buồn của Trung Quốc. Nước của sông Hoàng Hà được cho là đã đổ vỡ qua các con đê ở Yangyangku, gần thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam. Do vùng đồng bằng trũng thấp gần khu vực, điều tiết lũ lây lan rất nhanh khắp miền Bắc Trung Quốc, bao gồm khoảng 130.000 km2, gây tắc nghẽn các khu định cư nông nghiệp và các trung tâm thương mại. Sau trận lụt, 2 triệu người bị mất nhà cửa, các đại dịch tiếp theo và thiếu các yếu tố thiết yếu cơ bản tuyên bố như nhiều sinh mạng như những người bị mất trực tiếp vào lũ lụt. Lũ lụt biển Bắc Hà Lan năm 1212. Hà Lan, đất nước nằm trên các cửa sông Rhin, sông Scheldt và sông Maesu, là một trong những nạn nhân lớn nhất của lũ lụt. Người ta ước tính trận lụt ở miền Bắc bắt đầu vào tháng 6 năm 1212 và kết thúc sau hơn 6 tháng sau đó, đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người. Hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa, trận lũ đã gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được đối với tài sản và cơ sở hạ tầng. Đất nước có biểu tượng là cối xay gió đã phải mất hơn 2 năm để phục hồi sau trận lụt này. Trận lụt ở Lucia, Hà Lan năm 1287. Trận lụt ở Lucia ngày 12 tháng 12 năm 1287 đã giết chết từ 50.000 đến 80.000 người ở Hà Lan và Bắc Đức, được hình thành bởi sự kết hợp của chiều cường, gió giật và áp thấp đã phá hủy một số ngôi làng và thị trấn nhỏ. Trận lụt Lucia đã thay đổi lịch sử của Hà Lan, phá hủy tất cả các ngôi làng giữa biển và làng Amsterdam. Sau lũ lụt, ngôi làng nội địa Amsterdam đã trở thành một thị trấn ven biển, đã dẫn đến sự phát triển của Amsterdam thành thành phố huyền thoại như ngày nay. Trận lũ lụt Thánh Elizabeth năm 1421. Dù được đặt theo tên một vị thánh của Hungary, trận lũ lụt lịch sử lại tàn phá Hà Lan nặng nề. Trận lũ lụt xảy ra trong hai ngày 18 tháng 11 năm 1421 và 19 tháng 11 năm 1421 với nước ở biển Bắc làm vỡ đê, biển ăn vào đất liền trong suốt nhiều thập kỷ. Thậm chí ngày nay, một số đất đai bị biển ăn lấn bởi trận lũ kinh hoàng năm xưa vẫn ngập nước. Trận lũ khiến khoảng 1.000 đến 10.000 người bị chết. Lũ lụt Thánh Felix năm 1530. Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 1530 còn được biết đến là ngày Thánh Felix ở Hà Lan. Nhưng cũng đúng vào thời điểm này, một trận lũ lụt kinh hoàng đã xảy ra khiến 100.000 người Hà Lan thiệt mạng. Ngày Thánh Felix trở thành ngày thứ bảy thảm khốc khi hơn 100.000 người bị thiệt mạng trong trận lũ lụt lớn lịch sử cuốn trôi Flanders và Zealand. Lũ lụt Trung Quốc năm 1931. Trận lụt năm 1931 được coi là trận lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong thế kỷ 20. Vào mùa hè năm đó, mực nước ở các con sông như Châu Giang, Dương Tử, Hải Hà và Hoàng Hà đã dâng cao sau những trận mưa lớn và gây ra trận lụt kinh hoàng đó. Người dân ở 16 tỉnh của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ này. Thành phố Hán Khẩu ngập lụt nặng nề. Một đợt hạn hán dài 2 năm sau đó là các trận bão tuyết lớn, thậm chí là mưa lớn hơn và lốc xoáy cao hoành hành. Đến tháng 7 năm 1931, ba con sông lớn nhất ở Trung Quốc là sông Dương Tử, Hoàng Hà và sông Hoài đã chảy trên khả năng tối đa của chúng. Người ta ước tính trận lụt đã giết chết từ 1 triệu đến 4 triệu người, hầu hết là do đói và bệnh tật. Lũ lụt đã phá hủy mùa màng và nguồn nước ô nhiễm đã mang đến cho quần chúng những bệnh truyền nhiễm như kết lị và thương hàn, là trận lụt chết chóc nhất trong lịch sử loài người được biết đến. Chính sau trận lụt năm 1931, chính phủ Trung Quốc mới nhận ra tầm quan trọng của hệ thống quản lý thiên tai, sau đó đã thiết lập hệ thống quản lý thiên tai hiệu quả để đối phó với bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào.
Lũ sông Hoàng Hà, Trung Quốc năm 1938. Trận lũ sông Hoàng Hà năm 1938 đã giết chết khoảng 800.000 người ở Trung Quốc. Đáng nói lũ lụt được tạo ra một cách nhân tạo bởi chính phủ quốc dân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai. Các lực lượng Nhật Bản đang chuyển quân và chính phủ Trung Quốc muốn ngăn chặn họ. Vì vậy, họ đã phá hủy các con đê trên sông Hoàng Hà để nước chảy tự do qua các tỉnh khác nhau. Thật không may cho quân Trung Quốc, quân Nhật đã vượt ra khỏi tầm bị ảnh hưởng của trận lụt. Hầu hết các nạn nhân của trận lụt đều là người Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận sự liên đới của họ trong trận lụt cho đến khi Nhật Bản chấp nhận thất bại vào năm 1945. Mực nước đập Tam Hiệp sát mức ngàn năm có một, thành phố ở Hồ Bắc chìm trong biển nước. Thưa quý vị, cuộc chiến với lũ lụt lịch sử trong năm nay ở Trung Quốc đang bước vào giai đoạn quan trọng trong bối cảnh đập Tam Hiệp đối mặt với đợt lũ thứ hai trên sông Dương Tử. Theo South China Morning Post, sáng ngày hôm qua, theo giờ địa phương, lưu lượng nước đổ về đập Tam Hiệp đã tăng lên 61.000 mét khối trên giây, cao nhất kể từ đầu mùa lũ năm nay. Mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp được ghi nhận ở mức 160,17 mét, vượt cảnh báo lũ 15 mét. Theo thiết kế, đập Tam Hiệp có thể chịu nổi mực nước ngàn năm có một là 175 mét. Hôm vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt ở nước này đang trong giai đoạn quan trọng vì những trận mưa kỷ lục thường xuất hiện vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Ít nhất 20 triệu người tại 24 tỉnh thành của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ trong thời gian gần đây. Thiệt hại kinh tế đối với nước này ước tính trên 12 tỷ đô la Mỹ. Trên khắp địa bàn tỉnh Hồ Bắc, nơi đập Tam Hiệp được xây dựng, nhiều máy bay trực thăng đã được huy động để đổ hàng tấn cát, đá sỏi lên các bờ đê để nâng cao mặt đê, tránh vỡ đê do ngâm nước lũ quá lâu. Ở Vũ Hán, khoảng 90% những con đê được đắp bằng đất bùn, rất dễ xói mòn lở và vỡ khi có mưa lũ lớn. Thành phố Ân Thi, Hồ Bắc, nơi cư trú của khoảng 400.000 người đã bị ngập lụt nặng bởi mưa lũ. Chỉ trong vòng 5 giờ, chính quyền Ân Thi phải nâng cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất. Tình hình hiện giờ thật khó khăn với chúng tôi. Thành phố vốn nghèo nàn và lạc hậu giờ lại gánh thêm lũ lụt. Sau khi sống sót qua đại dịch, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều rồi, một cư dân mạng Ân Thi đang trên Weibo. Tuần qua đã có 3 người thiệt mạng và 1 người mất tích do lũ lụt ở Hồ Bắc. Hơn 38.000 dân Hồ Bắc phải sơ tán, 22.000 người trong số này là dân Ân Thi. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo những cơn mưa lớn với lượng mưa từ 100 đến 180mm sẽ trút xuống các tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Hồ Nam và Quý Châu trong vài ngày tới. Hôm qua, những con tàu có trọng tải dưới 600 tấn đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động ở sông Dương Tử. Trong khi đó, hôm nay Giang Tây vừa vá xong một đoạn đê vỡ dài 180m trên Hồ Bà Dương. Ở Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ 3 Trung Quốc, 14.700 người đã được huy động tuần tra để phòng vỡ đê khi mực nước sắp chạm mốc kỷ lục. Ủy ban sông Dương Tử đã yêu cầu nỗ lực tăng cường sự phối hợp giữa các hồ chứa nước với đập Tam Hiệp để kiểm soát tình hình. Trước lưu lượng nước đổ về hồ chứa của đập Tam Hiệp ngày càng tăng, Bộ Thủy lợi Trung Quốc yêu cầu con đập xả lũ một cách khoa học. Sáng nay, theo giờ địa phương, đập Tam Hiệp đã mở 3 cổng xả lũ. Việc xả lũ phải cân nhắc dựa trên an toàn và khả năng tích nước của hồ chứa đập Tam Hiệp, cũng như tình hình đê điều ở hạ lưu. Ngạc Cánh Bình, Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc phát biểu, 41 hồ chứa thuộc lưu vực sông Dương Tử đã được đưa vào kế hoạch vận hành chung với hồ chứa đập Tam Hiệp. Sống chung với lũ cạnh Hồ Bà Dương, dân than, đê như miếng đậu phụ. Thưa quý vị, những cơn mưa trút xuống dữ dội, điện đã bị cúp nhưng Giang Beng Feng, sống cạnh Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nhất định không chịu rời khỏi nhà đi tránh trú. Con trai bà Giang liên tục gọi về nhà giục mẹ bỏ cửa chạy lấy người. Khi báo chí đưa tin nước Hồ Bà Dương liên tục dâng cao, nhiều ngôi nhà cao 3-4 tầng ở huyện Bà Dương, Giang Tây đã bị đổ sụp khi đê vỡ. Nước lũ tràn và nuốt chửng những ngôi làng và đồng ruộng. Đây được xem là trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở Trung Quốc. Hàng triệu người phải sơ tán, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy bởi dòng nước lũ và 141 người chết hoặc mất tích. Khi nước ngập toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà, bà Giang Meng Feng, 67 tuổi, vẫn nhất định không muốn rời đi. Đây là ngôi nhà xây bằng tiền tích cóp suốt 20 năm qua của gia đình bà Feng. Chồng bà làm thợ mộc ở Chiết Giang, có con trai thì bán hàng ở Hải Nam. Chúng tôi kiếm được rất ít tiền, ngậm đắng nuốt cay bao năm mới xây được ngôi nhà này. Tiền kiếm được ít nên tiết kiệm cũng khổ sở lắm, bà Giang kể.
Thành quả suốt nửa đời người của gia đình bà Yang là ngôi nhà khang trang cao 3,5 tầng. Bên trong nhà là cầu thang xoắn ốc, nội thất gỗ và đèn chùm. Họ đã chi khoảng 10.000 đô la Mỹ để xây căn nhà này và vẫn còn nợ chút đỉnh. Mẹ không đi đâu, mẹ muốn ở lại trong nhà, bà Giang nói với cậu con trai đang sốt ruột gọi về từ Hải Nam. Bà Giang khó khăn lắm mới bê được chiếc tivi và những đồ đạc có giá trị khác trong nhà lên lầu khi nước lũ ập đến. Con rể bà Giang trèo thuyền đến đón mẹ đến nơi sơ tán. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau bà lại khăng khăng đòi về, mang theo một thùng bánh bao và nước uống. Ở những ngôi làng bị ngập lụt khi nước lũ tràn vào do đê vỡ ở huyện Bà Dương, nơi có hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nhiều đội cứu hộ đang cố gắng hỗ trợ người dân. Bà Giang về nhà trên thuyền cùng con rể và hai tình nguyện viên làm công tác cứu hộ. Xung quanh họ là biển nước mênh mông. Cúi xuống mau, hai tình nguyện viên kêu lên khi chiếc thuyền đi qua đường dây điện cách mặt nước chưa đầy 1 mét. Gần đó, một ngôi nhà cao tầng đổ nghiêng xuống nước khoảng 45 độ. Khi chiếc thuyền đến nơi, bà Giang leo lên tầng 3 của ngôi nhà, vào một căn gác nhỏ và nhét thứ gì đó vào ví. Mẹ vợ tôi còn cất vài nghìn tệ ở trong nhà, bà mất ngủ suốt ngày nay khi nghĩ về số tiền. Con rể bà Giang thì thầm với hai nhân viên cứu hộ. Hầu hết người dân còn lại ở Bà Dương là người già và trẻ nhỏ. Những người trong độ tuổi lao động đều bỏ lên các thành phố lớn để kiếm tiền. Họ về thăm nhà mỗi năm một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Nước lũ dâng cao khiến không ít người ở Bà Dương nhớ lại trận hồng thủy kinh hoàng, khiến hơn 4.000 người chết năm 1998. Năm đó bà Giang ở một mình với hai con, chồng thì đi làm ăn xa. Dân làng phải sơ tán ở tạm dưới lán lợp bạt nhựa cùng bò và lợn. Kể từ sau năm 1998, Trung Quốc đã có nhiều cải thiện tích cực về công tác phòng chống lũ lụt. Nhưng năm nay, người dân quanh hồ Bà Dương lại phải thấp thỏm khi mực nước trong hồ đã dâng cao hơn 3 mét so với mực nước năm 1998. Mới đây, một đoạn video cho thấy hồ Bà Dương đã bị vỡ một đoạn đê ngắn. Người dân sống quanh hồ Bà Dương đổ lỗi cho chính quyền địa phương đã thiếu trách nhiệm trong việc rà soát đê điều. Cách nhà bà Giang không xa, ông Sheng, một nông dân ở Bà Dương cho biết 330 mẫu ruộng của gia đình ông đã bị ngập nước. Ông Sheng nói rằng năm ngoái có một con đê vỡ ở huyện Bà Dương nhưng đang được vá thì không hiểu sao lại bị bỏ dở. Nhiều người phải chịu trách nhiệm về việc này, những con đê đáng lẽ đã không vỡ. Đê ở huyện này chẳng khác gì miếng đậu phụ, ông Sheng bức xúc. Trước đó, tờ Tân Hoa Xã cũng chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc rà soát, kiểm tra, gia cố và bảo vệ đê điều ở Bà Dương trong mùa lũ lịch sử năm nay. Giang Tây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt nặng nhất ở Trung Quốc sau khi để xảy ra tình trạng vỡ đê hàng loạt. Ông Sheng nói thêm rằng, chính quyền địa phương đã thúc giục người dân gieo trồng sớm hoa màu trong mùa vụ năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi nước lũ tràn về, nhiều diện tích hoa màu xem như mất trắng. Một số người được sơ tán trong ngôi trường cấp 2 ở huyện Bà Dương cho biết mỗi khi đêm xuống, họ sẽ cử một người đi canh đê, bắt cá hoặc trong nhà. Một số gia đình đã bị mất cắp điều hòa khi đi sơ tán. Đáng lẽ không nên xây nhà sát bờ đê. Hoàng Gushin, 51 tuổi, một người sống cùng gia đình trong khu sơ tán ở ngôi trường cấp 2, trầm ngâm. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.